Bạn đang làm gì đấy? Ui, tôi đang làm một đống email của khách hàng đây này. Như tôi thấy bạn làm một đống này cả ngày mà chưa xong sao ấy. Cái này tôi làm được 5 phút là xong mà. Thật đấy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với series 30 ngày bớt việc cùng Power Automate. Đây là series sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi trên bằng một công cụ duy nhất. Trước đây, nếu các bạn phải dành hàng giờ đồng hồ để thực hiện các công việc lặp đi lặp lại như là phản hồi email khách hàng này, hoặc là phân loại hàng núi tài liệu. Vậy tại sao chúng ta không tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại này để giảm bớt sự nhàm chán và tăng hiệu suất làm việc? Microsoft có một công cụ miễn phí giúp các bạn hoàn thành công việc đó một cách tự động, biến công việc từ mất 8 tiếng để hoàn thành xuống chỉ còn 1 tiếng mà không cần biết nhiều về code. Đó chính là Power Automate. Đây là một dịch vụ thuộc bộ sản phẩm của Microsoft Power Platform được thiết kế để tạo ra các ứng dụng doanh nghiệp tự động hóa quy trình làm việc và phân tích dữ liệu. Power Automate sẽ có hai phiên bản khác nhau cùng với các chức năng chuyên biệt, đó là Power Automate Cloud và Power Automate Desktop. Với phiên bản Cloud, người dùng có thể tự động hóa các luồng xử lý công việc trên nền tảng đám mây của Microsoft và kết nối các dịch vụ phổ biến khác như là MS365, Google, Facebook, Twitter hoặc là liên kết với các sản phẩm khác trong bộ Power Platform như là Power BI, Power App. Còn với phiên bản Desktop thì đây là một ứng dụng APA cho phép giả lập các thao tác của người dùng trên máy tính cá nhân, qua đó tự động hóa các tác vụ làm việc hàng ngày. Và trong phạm vi series này, chúng ta sẽ tập trung vào Power Automate Cloud với mục đích chính là phát triển và tối ưu các quy trình vận hành cho doanh nghiệp. Để có thể sử dụng Power Automate Cloud, ta chỉ cần một tài khoản của Microsoft, sau đó truy cập vào website của dịch vụ này. Mình sẽ để đường link truy cập vào phần mô tả của video. Vậy là các bạn đã có thể bắt đầu tự động hóa công việc của mình rồi. Ở đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu giao diện và các nhóm chức năng chính của Power Automate Cloud nhé. Để có thể làm việc với Power Automate, chúng ta cần làm quen với khái niệm về một luồng tự động hóa, hay còn gọi là một flow. Ở đây, trên thanh điều hướng ở phía bên trái, chúng ta có những nhóm tính năng cơ bản của Power Automate. Đầu tiên là nhóm chức năng để tạo mới một flow là Create hoặc là Template. Nếu muốn tạo một flow hoàn toàn mới, ta chọn Create. Lúc này, Power Automate sẽ cho ta các lựa chọn flow như flow kế hoạch tự động, flow thủ công, flow theo lịch trình đặt trước, hoặc là liên kết với các phiên bản desktop. Thay vào đó, nếu muốn sử dụng các flow có sẵn, ta chọn Template. Microsoft đã cung cấp cho người dùng đa dạng các flow template để có thể sử dụng ngay tùy thuộc vào nhu cầu. Ví dụ như chia sẻ thông tin, làm việc từ xa, phê duyệt, thu thập dữ liệu hoặc là gửi các loại email. Ở nhóm chức năng thứ hai, Power Automate cung cấp cho chúng ta các công cụ để có thể giám sát hoạt động của các luồng làm việc như là Desktop Flow Activity hoặc là Cloud Flow Activity. Và cuối cùng, ở thanh điều hướng, ta cũng có thể truy cập sang các dịch vụ khác trong bộ Power Platform như là Power BI, Power App, Power Page hoặc là Power Virtual Agent. Và đó là giao diện tổng quan của Power Automate. Tiếp theo, để quản lý các luồng tự động hóa đang được sử dụng, ta truy cập My Flow. Trên màn hình, các bạn có thể thấy đây là một luồng gửi email hàng loạt. Ta click vào flow này. Ở thanh công cụ trên đầu màn hình, ta có những chức năng cơ bản như Edit để chỉnh sửa flow, Run để kích hoạt flow, Delete là xóa flow, hoặc là Turn On, Turn Off để tắt hoặc bật flow, cũng như là quản lý các quyền truy cập và sử dụng flow. Bây giờ, mình sẽ tiến hành chạy thử flow này. Bài toán đặt ra đây là mình có một danh sách hàng trăm địa chỉ liên hệ cần phải gửi email và mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng 2 phút. Và với Power Automate, mình có thể làm được việc này chỉ với một nút Run. Và ta có thể kiểm tra kết quả công việc ngay tại đây. Sau khi kích hoạt thành công, Power Automate đã gửi email tới các địa chỉ yêu cầu. Để có thể thiết kế một flow tự động trên Power Automate giống như flow gửi email mà mình vừa chia sẻ cho các bạn thì sẽ cần làm những gì? Hãy theo dõi kênh YouTube của DataPod và đón chờ video tiếp theo trong series 30 ngày bớt việc cùng Power Automate của chúng mình nhé!